Hello, hôm nay Trường An Auto báo giá lại từng mẫu xe bên chi nhánh 1 bên Trường An Auto nha. Fortuner sản xuất năm 2009. Con này 490 triệu nè, 209 nha. Máy dầu nha anh chị nha. Em còn thêm một mẫu Hyundai Santa Fe máy dầu nè. Con này sản xuất năm 2011. Con này bên Trường Anh bán giá 620 nha. Form dáng đẹp, đồng sơn ok anh chị nha. Đây là form dáng của em Hyundai Santa Fe nè. Đây cô chú anh chị, xe đẹp lắm. Dòng này là số tự động, ghế chính điện nha. Cửa sổ sunroof, bản full. Đó là dòng bản full nha cô chú anh chị. 620 triệu nha. Máy dầu ABS đầy đủ tính năng trên chiếc xe nè. Đây là form dáng của em nó nè. Kế bên đây nữa, Trường Anh về một con Kia K3 đời 2014. Con này giá là 410 triệu anh chị nha. Kia K3 nè. Đó. 49E24057. Xe đẹp nha. Xe cực kỳ là ken luôn nha cô chú anh chị. Xe chính chủ ký rút hồ sơ cho bà con luôn nha. Hỗ trợ góp luôn nha. Toàn bộ mẫu xe salon hỗ trợ góp hết toàn bộ cho bà con cô bác luôn. K3 siêu đẹp luôn nè. Hai cụm đèn nè, đèn led hết toàn bộ rồi nha. Con này form mới số sàn. Đó, xe cực con, cực đẹp luôn. Chuẩn chưa? Bên em còn con Suzuki Muis nè. Isuzu Muis. Con này máy dầu, máy 2.0 nha cô chú anh chị. Đời 2018. Con này đẹp, đẹp cực kỳ, 640 triệu nha. Đó, phong dáng của con Suzuki Muis. Dòng này có turbo đầy đủ tính năng cho cô chú anh chị rồi. Đồng sơn phong dáng đẹp lắm. Đây bà con ạ. Ghế nội thất này, biểu tượng vô lăng của Isuzu này. Xe full option rồi, chơi hết toàn bộ trên chiếc xe rồi. Mới tinh. Nội thất này như mới. Ghế chính điện đầy đủ tính năng nha. 640 triệu hỗ trợ góp. 2018 nha. Cô chú anh chị thích góp qua ngân hàng thì bên Trường Anh hỗ trợ luôn. Hay là góp qua công ty cũng được. Đó, có nhiều sự lựa chọn cho bà con cô bác có một chiếc xe đi tốt dùng bền với cái mẫu xe bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 1 bên Trường Anh ô tô nhé. Luôn luôn cập nhật đồng hành cùng tất cả các cô chú anh chị trên những cung đường Việt Nam. Tiếp theo Trường Anh còn con Mazda 3 sản xuất năm 2017. 2017 bần xe nó một bộ áo màu đen nha cô chú anh chị. Đó. 27 là form mới. Đó, xe đẹp cực kỳ luôn. Em này đâu đó nằm tầm 560 triệu, có bớt cho cô chú anh chị luôn nha. Xe đẹp không lỗi. Đời 2017 nha cô chú anh chị. Form dáng đẹp nè. Chuẩn chưa? Bên đây còn một con Daewoo Gensha X. Khách vừa chốt cho Trường Anh 90 triệu xong rồi. Ngày mai là Trường Anh sắp xếp tài xế đi giao con Gensha X này nha. Một mẫu xe thương hiệu của Hàn Quốc, bản full số tự động, cửa sổ sunroof, đầy đủ tính năng rồi. Anh trai lại chốt rồi. Em tiếp tục thêm còn một con Fortuner đời 2012. Đây anh chị, nó dòng này là máy dầu nha. Máy dầu hết toàn bộ trên chiếc xe này của chú anh chị. Đời 22 vẫn là phong cũ là mâm nè. Mâm là vẫn là mâm nguyên bản theo xe nha. Bản bản MT, máy 2.5, máy dầu, turbo, đầy đủ tính năng rồi nha cô chú anh chị. Đó, chuẩn chưa? Từ phần tắp bi cửa nè, nội thất đẹp như nhau. Con này bên Trường Anh bán giá 570 triệu nha. Ghế đẹp, nội thất đẹp, sạch sẽ, rất là liền lẹt. Hỗ trợ góp qua công ty cho cô chú anh chị nha. Thiếu 570, thoải mái. Ok. Mở lắp lên nha. Đó, trần nè. Lên trần 5D hết toàn bộ rồi. Xe này thì Trường Anh cũng đã đăng clip chi tiết rồi. Rất là nhiều xe cho nên em không thể đăng chi tiết xe được anh chị. Em sẽ quay lướt qua báo giá và những mẫu xe còn lại thôi. 22 570 triệu nha. Em còn một con Ford Ranger sản xuất năm 2019. Con này bên Trường Anh mới giá 680 triệu nha. Đó, báo giá cho cô chú anh chị luôn. Một mẫu xe bán tải. Đời 29 thì như xe mới rồi. Cho nên là bà con yên tâm. Chiếc xe bên Trường Anh bán là Trường Anh bao hết cho toàn thể tất cả các bà con cô bác luôn nha. Công ty sẽ bao toàn thể tất cả cho bà con cô bác luôn, từ hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, hỗ trợ trả góp qua công ty, vô lăng thích hợp nè. Anh chị coi nè, dòng này xài hai cầu nha, hai cầu điện, chống chân trượt, chống dốc rồi các kiểu con rò điểu trên cuộc đời này. Rất là nhiều chức năng, vô vàn chức năng nha.
nhiều xe cập nhật hiện tại mới nhất về tới salon. Tàn xe lướt không? Nắp thùng phía sau nè. Đó, nắp thùng nè, đầy đủ tính năng chưa cô chú anh chị? Xe cực kỳ là keng, Ford Ranger bản XLT đời 2019 nha. 680 triệu nha cô chú anh chị. Đó là Trần Anh đã báo giá chi tiết công khai về những mẫu xe còn lại bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 1 bên Trần Anh Auto rồi. Tiếp theo ạ, Trần Anh xin báo giá con Eco Sport. Con này sản xuất năm 2017. Dòng này không phải là bản Titanium, nó là bản số sàn nha. Đó, con này bên Trần Anh bán giá là 420 triệu. Xe đẹp, góp qua ngân hàng cho cô chú anh chị được luôn. Góp qua công ty luôn. Bà con thích góp như thế nào thì bên Trần Anh sẽ góp đúng như ý tưởng của bà con cô bác luôn. Thoải mái, vừa bán hàng vừa vui vẻ nha. Anh chị có xe nào bán cho Trần Anh? Mua hết. Ok chưa? Đầy đủ tính năng hết trên chiếc xe rồi. Xe đẹp keng keng xà beng luôn. Đời 27 nhá. Con này gần như FOV luôn, gầm cao cực kỳ. Gầm cao cực kỳ 5 chỗ nhá. Nó gầm cao bánh lớn là em nó đây. 27 cực kỳ là keng nha cô chú anh chị nha. Innova 2015 nè cô chú anh chị ạ. Đèn mắt liếc nè. 24 chứ. Cực kỳ đẹp nha. Đèn mắt liếc hết toàn bộ, mặt ca lăng trước nè. Form mới anh chị nha. 395 triệu nha cô chú anh chị. Đây trải nghiệm vô phần tắp lô tắp bi. Nội thất đẹp nè. Đó. Full hết rồi, trang bị là túi khí e băng đầy đủ tính năng nha. Bên phụ một túi, bên tài một túi, trang bị màn hình nè. Màn hình tùm lum. Full hết đồ chơi rồi, cụ số người ta lên cụ số luôn nè. Đó. Sao lại có biểu tượng Google ở đây vậy? Đây anh chị nè. Chuẩn chưa? 395 triệu nha, hỗ trợ góp cho cô chú anh chị luôn. Đẹp chưa? Màn hình nè. Màn hình trước, màn hình sau, mọi thứ tính năng đang hoạt động đầy đủ tính năng trên chiếc xe nè. Con này bạn E nhá. Bạn E sẽ có 3 dàn lập, một trước hai sau. Nói chung là nhiều xe quá thì Trần Anh chỉ báo giá sơ bộ và chi tiết cho cô chú anh chị thôi. 48E10960. Form mới nè. Form mới nè anh chị nè. Đó, form mới là cản phía sau là toàn bộ là form mới hết toàn diện nha. Mâm nè, mâm theo xe luôn. Đây Trần Anh gọi là mâm hoa thị nha, mâm theo xe hết toàn bộ rồi. Đó, form mới hết toàn diện nha. 395 triệu có bớt và hỗ trợ góp cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị thích thiếu 50% cho thiếu luôn, thoải mái luôn nha. Cứ thoải mái đi. Còn con Kia Carens sản xuất năm 2009 này thì trước đó Trần Anh đã có đăng rồi. Xe này thì người ta đã lên full đồ chơi rồi, bán 270 triệu nha cô chú anh chị. Kia Carens đời 2009 nè. Xe đẹp nha. Máy 2.0 cửa sổ sunroof, vì dòng này sẽ không có dịch vụ cho nên là bà con cô bác có thể yên tâm. Em mở cửa ra cho nè. Đó, anh chị bước trải nghiệm vô phần nội thất tắp bi nè. Tắp bi cực kỳ là đẹp luôn nha. Đây anh chị số sàn nha. Cũ số nè. Rindex nguyên bản nè. Không giới phai mờ, vô lăng tích hợp. Đầy đủ tính năng trên xe rồi. Ghế rồi bọc sạch sẽ hết rồi. Toàn bộ rồi của chú chị ạ. Lấy về của chú chị việc chạy thôi. Và cái điều đặc biệt hơn là để một cái giá hợp lý. Và bên Trần Anh cũng hỗ trợ cho cô chú anh chị. Thì còn gì bằng nữa. Ok chưa? Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn. Kia Carens thương hiệu của Hàn Quốc, máy xăng, máy 2.0. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó 9 lít trên 100km. 270 triệu, có bớt, có góp, hỗ trợ đầy đủ cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị thích thiếu 100, cho thiếu luôn, thoải mái. Đây nè, kết hợp chủ nhà lên cản phía sau nè, đầy đủ rồi, bô vẽ lên hết rồi nha. Em còn một mẫu xe Rondo. Con này sản xuất năm 2016, máy 2.0, số tự động anh chị nha. Đó, form mới, mâm là mâm đúc nguyên bản của dòng Kia nè. Dòng xe 7 chỗ nha, máy xăng nha cô chú anh chị. Đâu đó nó nằm tầm 9 lít thôi, 9 lít trên 100km thôi. Con này vô lăng tích hợp đầy đủ nè. Lẫy số trên vô lăng, kết hợp đầy đủ tính năng hết trên chiếc xe rồi. Không còn thiếu bất cứ một khoản gì nữa. Đó, bà con thấy đẹp không? Nếu mà bà con thấy video Trần Anh đẹp, bà con nhớ like cho Trần Anh nha. Like xe để ủng hộ cho Trần Anh. Trần Anh sẽ tạo điều kiện hết sức đến với tay người sử dụng có một chiếc xe đẹp, xe tốt đi nha. Và bên Trần Anh cũng hỗ trợ cho bà con góp luôn. Đó. Giờ đây thì đối với ước mơ một cái xe xế hộp trong tầm tay của cô chú anh chị, nó chỉ là chuyện nhỏ nữa thôi. Nó chuyện nhỏ thôi, không phải là chuyện lớn nữa nha.
Đó, toàn bộ hỗ trợ cho bà con cô bác luôn, giấy tờ pháp lý thủ tục đầy đủ cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị thích góp qua ngân hàng cũng được nè, thích góp qua salon cũng được nè, Trần Anh sẽ đứng ra góp cho cô chú anh chị. Bên đây Trần Anh còn một con Ford Everest bị lãng quên mất rồi cô chú anh chị ơi. Một mẫu xe Ford Everest bị lãng quên đây. Con này đâu đó thì sản xuất năm 2010. Biệt danh là Ford Dũng sĩ đường phố, siêu tiết kiệm nhiên liệu, đẹp trai, dễ thương, cặp mắt rất là mignon. Đây anh chị nào, turbo ga điện mắt liếc nha, form mới anh chị nha. Mâm là mâm phay nè, mâm lớn nè, bà con thấy mâm không? Đó, mâm phay, mâm lớn cực kỳ, vỏ còn khá là mới luôn. Ford Everest máy dầu, máy 2.5 bản MT. Con này đâu đó mức độ tiêu hao 7-8 lít dầu trên 100 km thôi. Đồng sơn đẹp nha. Con này bên Trần Anh bán giá 430 triệu, cô chú anh chị mua bên Trần Anh có bớt và đồng thời hỗ trợ góp luôn. Tuyệt vời chưa? Đó, tắp bi nè, chủ nhà đã bọc lại tắp bi 5D, ghế 5D hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị nha. Sạch sẽ nha, củ số nè, củ số riêng nguyên luôn nè. Dòng này sẽ trang bị là hai túi khí, camera màn hình cam dê đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Xe đẹp bao lỗ nha. Đây cô chú anh chị, ghế nè, đẹp chưa? Đó, trần nè, trần nguyên thủy là trần nỉ 1 km cách nhiệt hết toàn bộ nha. Máy dầu gầm cao máy thoáng anh chị nha, đi sướng cực kỳ. Một mẫu xe Ford Everest đã bị lãng quên tầm vài tháng nay đây cô chú anh chị ạ. Máy là bao lỗ cho vài con cô bác luôn, cho nên cô chú anh chị có thể yên tâm. Đó, Trần Anh là báo giá chi tiết công khai về những mẫu xe còn lại bên chi nhánh 1 nha. Đây là con Mazda BT50. BT50 sản xuất năm 2016. Xa xa ở cuối chân đồi nha, có em áo đỏ đứng chờ tại salon. Một em áo đỏ BT50 cực kỳ là dễ thương luôn. Trong cuộc sống anh chị nha, một mẫu xe bán tải. Đây anh chị, nội thất nè, ghế chủ nhà đã full 5D rồi. Full 5D hết toàn bộ trên chiếc xe này nha cô chú anh chị. Lên một cái màn hình dựng cực kỳ là ok. Con này wow, sử dụng động cơ 2 cầu 6 cấp số. 6 cấp số nha. Máy đâu đó máy 2.2. Máy 2.2 máy dầu thì cực kỳ là ít tốn nhiên liệu rồi. Biểu tượng của BT50, hai cụm đèn phía sau rồi. Sáng trưng, nắp thùng đầy đủ tính năng trên chiếc xe này nha cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị coi nắp thùng nè. Ở trong thùng nè. Đó, chuẩn chưa? Xe đẹp lắm. Đó, bà con cô bác lấy về chạy thôi. Trần Anh đã báo giá toàn bộ mẫu xe bên chi nhánh 1 bên em rồi nhá. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ và luôn đồng hành cùng với Trần Anh trong suốt bao nhiêu năm qua. Phương châm của Trần Anh bán hàng vui vẻ, dễ thương, hòa đồng và trang hòa với khách hàng nha. Mua cũng được, không mua cũng được. Chúng ta gặp nhau tay bắt mặt mừng là rất là ok. Đó, báo giá chi tiết rồi. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào chuông thông báo, like và share cho Trần Anh Ô Tô để Trần Anh Ô Tô cập nhật động lực và rất là nhiều xe về phục vụ cho bà con cô bác nhé. Quá đẹp trong một cuộc tình luôn. Xe gì cũng có. Xe xe ở cuối chân trời nha, xe gì cũng có đứng chờ tại salon. Tất cả các mặt xe trên cuộc đời này bên Trần Anh đều có hết. Từ xe đời lướt đến xe đời cao nha cô chú anh chị nha. Một lần nữa channel Trần Anh xin được kết thúc video tại đây ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.